mình chọn đi rồi à. Cái này không có máy hả? Đúng rồi, không có máy. Ở chị làm cái cơm bồ á. Em lên YouTube hả? Đúng rồi, cơm bồ, không có sao đâu. Cơm bồ là dạng giống như là bộ đội ăn á. Tụi em ăn nhiều lắm, tụi em ăn mạnh ăn lắm. Cơm bồ, giá bộ đội ăn là cơm đi. Chị thấy bộ đội đâu? Giờ này còn cơm không? Ăn cơm không ai? Có. Ở vậy cho Hoa ăn cơm đi. Cơm ăn dạng cơm không hay là cơm với nước mắm hay là cơm với nước tương? Ăn cơm với nước tương. À, ăn cơm với nước tương về nhà ăn nhá, ăn cơm với gà mà. Ăn cơm hai miếng gà thôi là đủ bộ đội. Hai miếng gà ăn đủ không? Ok. Dạ rồi. Anh chọn cho mẹ thôi. Anh chọn thôi vậy. Ủa gì? Đúng rồi. Nè. Em mới kêu anh chọn. À đây nè. Dễ thương. Lấy cho chị 10 phần đi cưng. Thôi nói chứ chị giỡn á. Đâu anh. Em bấm cơm. Cho Sơn ăn cơm đi rồi tụi mình ăn cơm bầu gà thôi. Ừ đúng rồi. Thôi về thôi lấy cơm một phần gà thôi. Cơm một miếng gà thôi rồi tụi em thấy kêu cơm bầu cho anh đem gà thêm. Ok. Vậy mấy này. Đúng rồi. Cái mắm tỏi không ngon. Mắm tỏi, em ăn mắm tỏi cho nó ngon. Dạ. Mắm tỏi cho nó ngon. Ha. Mắm tỏi thì có nghĩa là gà nó sẽ bỏ trên tỏi rồi cưng sẽ ăn cơm với lại gà mắm tỏi. Còn nếu mà cưng không ăn tỏi thì cưng chỉ ăn cơm với lại gà không thôi, không có tỏi trên miếng gà. Còn nếu mà em lựa gà và mắm tỏi còn cơm với mắm tỏi còn cơm gà không mắm tỏi. Thì chị này sẽ chi cắt nghĩa cho cưng nghe là cơm gà. Thôi mình tỏi đi ha. Dạ. Cho nhanh. Rồi vậy đi chị. Có ăn cơm không? Vậy là hai phần cơm đi. Ăn cơm không bé? Ăn cay không? Cay dữ. À, hai phần cơm cay đi. Cay rồi. Cay được không? Cay dữ luôn. Có cay okay. Trộn có để order cho. Rồi giờ lấy hai phần cơm nha. Dạ, okay. Còn nước. Uống nước. Không, uống em làm cái cơm bồ là bà gà với lại nước rồi nhiều quá. Ok nhưng mà cái này là mình tự nấu cơm luôn. À vậy đem Coca đi. Coca. Vậy cho hai Coca đi. Hai phần đúng rồi. Mấy phần gà vậy Phương? Từ từ, để em ghi cơm bồ chung. Xà lách đi. Xà lách đúng rồi. Xà lách trộn. Ủa có cơm bồ nào mà có xà lách tặng không? Em phải thêm tiền á. Ờ thì thêm cho em không sao đâu. Cơm bồ mình đi đông đúng không? Đi đông đúng rồi. Gà, cái này bao nhiêu phần gà? 6 miếng, cái này miếng cút nhỏ thôi. Nếu mà chị muốn to thì cái này cái xuống. À miếng to đi, miếng to đi. Miếng to thì nó miếng mòn. 9 miếng miếng là nhiều quá không? 9 miếng vàng hết rồi, hai đứa ăn cơm rồi đó. Thôi em nghĩ là 6 miếng thôi. 9 miếng thì được ăn cơm, gà. Em đâu ăn cơm, ăn gà không hả? Có 5 miếng. Ờ 5 miếng đi cho em. Không có đủ. 5 miếng gà đi. Dư đi. Không có 5 miếng không có đủ. Thì đang quay về bây giờ. Có mặt 7 miếng không? Dạ không, có 9 nằm nó sẽ bò. Kêu 9 luôn đi. Hết cơm không sao đâu. Mình cho ăn 2 miếng đó. Rồi mấy người này ăn cơm đó nha, làm ăn chay đó. Đừng có ai ăn cơm má ơi, ăn gà. Hai người ăn cơm á. Mà chỉ có em với chị với lại Hân với Bảo Ni ăn thôi đó, bốn người đó. Em không có bụng cục rồi đó. Không? Vậy hả? Ồ. Vậy đấy là miếng gà. 5 miếng gà đi rồi xà lách trộn nữa. Gà cay. Cay. Cay dưa. Xôi. Má thì ăn chung gà, chỉ có ăn cơm. Xà lách. Xà lách. Ờ, đảo chứ không có trời ăn cơm hoài gì trời. Ta tiếng cho mình tiếng. Mệt thì lâu, ở nhà ăn cơm, vô đây cũng ăn cơm, bắt đến nồ cũng ăn cơm nữa. Mệt ghê. Hamburger không? Hamburger không? Cho thêm gì gà viên đi. Thôi một chút kêu thêm đi. Thì lấy dầu gọi lấy cho bạn nó gà viên đi. Gà viên. Fries là có bánh chấm sữa không chị? Ờ gà viên đi. Hai phần gà viên đi. Rồi. Có cá viên không vậy? Với lại thêm nước nước mấy ly ta? Làm bún con cá hay? Ờ làm có nước rồi. Vậy là 1, 2. Uống chung đi Phương ơi. 4 ly nước đi vậy. 4 ly vậy. Nhiều lắm á. Ờ, sót chị. Sót sót chua ngọt đi. Ừ, cái gì cũng được á, bả ý bả đi. Rồi. Rồi. Bốn ly nước, bốn ly coca. Ok. Sai bộ đội. Ok. Sai nhỏ thôi, sai nhỏ. Đó. Bốn coca. Ờ, sai lo, sai dừa đi. Sai gỗ một. Đúng rồi. Ok, thanh toán tiền đâu bé? Dạ, anh gửi em cái số rồi. Anh gửi em cái số. Em gửi cái số rồi. Quá rồi trời. Đến rồi, không ok. Không có chỗ nào mình lên lầu rồi. Đúng rồi, mình lên lầu rồi. Lầu máy ở trên cầu lầu của bạn mà. Xà lách 2 ly đó. Đúng rồi. Nhớ không nè. Cảm ơn mọi người đi không? Thì bây giờ là tụi em đã tắm một cái clip xong thì bây giờ là tất cả những tụi em ai cũng đói bụng hết.
cho nên bây giờ tụi em bắt vô mặt tao nồi nha. Địa chỉ là ở cái chỗ đường Hà Trần Đạo nha mọi người, để ăn lóc dạ. Một lát là tụi em sẽ, nếu mà trời mà tạnh mưa là tụi em sẽ đi qua quận 2 nha, để chơi những trò chơi rất là vui luôn. Thật sự ra bây giờ đang mưa lớn lắm, hồi nãy tụi em tính là đi ra quận 2 rồi mà mưa lớn quá rồi, mưa một đám thì tụi em ta tắt vô luôn đó, rất là vui. Thì mong mọi người hãy nhớ ủng hộ clip của Thu Phương nha và đăng ký kênh của Thu Phương giùm em nha. Cảm ơn mọi người. Trời ủa quay chi sáng. Trời ơi em biết gì, tao có đem lên hướng nhỏ mắt em nãy em gửi tháo em nhỏ mắt mà em tức của mọi người á, thiệt luôn á, em kêu quá là mua áo lại cũng được mà. Mua áo mưa sẵn đi là không ai chịu mua, có mình em mua áo mưa này thấy không, tao ướt hết luôn. Ở ngoài xe có cái vỏ của ai á, trên xe Vision với vỏ màu xanh của ai, vỏ đồ ủa sao ba la không bổ qua xe xe anh á, vỏ xanh của ai kìa, ủa sao cái điện thoại vậy, không cái vỏ ướt á, cái vỏ đi ướt không ướt á, bỏ qua xe anh kìa, trên có cái áo mưa kìa, lấy nó đâu, không còn quay nữa đâu mà lấy đồ, nhưng mà nó quay nữa là sao, còn quay nữa đó, quay tới 2 giờ sáng nữa, bữa nay là mình sẽ quay tới sáng, quay xuyên xuống luôn thiệt mà, cái lịch trình của tụi mình là 2 ngày 1 đêm, em phải hiểu là khi mà em bước vô ngôi nhà chung em phải chuẩn bị đồ rất là nhiều luôn, bây giờ ướt hết thì giờ nếu mà em không điện là em đã bị lỗi. Bé ơi, chỗ người ta đang quay ta đang nghi rồi. Tôi chào hello tất cả mọi người nha. Hiện tại thì tụi em sẽ chuẩn bị đi qua quận 2. Nhưng mà chương trình mọi người đã thấy thì ở ngoài đó dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai gió đông bắc giật cấp 5 mẹ đánh con. Con ơi, chỗ này đang quay. Đánh con kìa. Con ơi, cứ giỡn giỡn ngoài vậy trời, chỗ quay cứ giỡn ngoài vậy trời. Đó thì dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai gió đông bắc giật cấp 5, cấp 7, cấp 9 độ C. Lâu lâu có biển động nhẹ. Thôi thì bây giờ tất cả các thí sinh, và sau đây tôi sẽ đọc tên tất cả các thí sinh an toàn để bước vô đêm chung kết cho gala Netop Model 2023. Xin mình thí sinh Gia Hưng số 35. Xin mời tất cả các thí sinh đứng lên trong đây cho tôi. Khi mà tôi kêu tên ai rồi đó sẽ là thí sinh may mắn sẽ được bước vô lên lầu để mà tham gia. Em nghe nói chương trình của tôi. Thôi, cái đó không ta. Thôi, được. Không được. Đúng rồi. 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 Đúng được một phần gà combo, 2 miếng gà, chiên nước mắm và 1 phần cơm, 1 phần canh, 2 ly Pepsi. Thí sinh đứng đứng đầu bảng đó chính là thí sinh ngay số bao nhiêu, 24 Gia Hưng. Đã được đi rồi, cảm ơn. Rồi rồi anh để số bao nhiêu anh đi thẳng luôn làm chi vậy lòng. Thí sinh thứ hai được bình chọn cao nhất đó là thí sinh được yêu thích nhất, được ăn 7 miếng gà, 3 tô cơm, 2 tô canh, 2 tô bún mắm, 1 tô bún bò, 1 ly nước mía và 1 ly trà đá. Thí sinh đó chính là người đẹp bé duyên số 11 đi đi cái gì mà đúng gì mà cổ đau cái cổ gió bà tôi đứng lên ý là lên cái chị quay hình cơ rồi rồi chỉ còn 2 thí sinh nhưng mà trước mặt tôi là 3 thí sinh. Thí sinh được bình chọn và sẽ đạt được ban giám khảo yêu thích nhất và thí sinh có tài có tật trong chương trình đó chính là thí sinh mẹ số danh 35, thí sinh có giọng hát giống Minh Tuyết nhất nhớ. Thí sinh được tài trợ là 3 cái nón kết và 4 chai sữa. Trong 2 thí sinh, ai sẽ là người bước tiếp và ai sẽ là người dừng lại? Trên tay tôi chỉ có 1 tấm hình. Trước mặt tôi là 2 gương mặt, mặt khóc và mặt cười. Tôi sẽ chưa tên ai để bước vô vòng trong và ai sẽ chọn hành lý và ra về. Người được cứu qua chương trình này, xin mời người đẹp Võ Bảo Ni. Chúc mừng Bảo Ni và tạm mà không biết nói gì hơn. Bất ngờ này qua bất ngờ khác, trên tay tôi chỉ còn 1 tấm hình và 1 lá phiếu cho Sơn Khả Lai được quay chạy đến chung kết và chị gái đã bình chọn cho Sơn Khả Lai để quay trở lại. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn Sơn Khả Lai, xin mời em lên lầu luôn. Rồi mọi người hãy lên lầu cho khách. Dạ. Ôi, quá đẹp cái gì ơi. Đây là 5 thí sinh bước vô đêm chung kết và sẽ có 3 thí sinh bước vô đêm chung kết nữa sẽ được tham dự Fashion Week tại Singapore và Macau. Cái đứa gì lạ.
Rồi xin mời nghe hãy lại số danh của mình. Bảo Thi. Mày rút rửa tay. Mày rút rửa tay. Rửa tay đi bước lên lầu. Ớt dùm ơi. Ôi. Ba ghế ngai vàng sẽ dành cho ba thí sinh sẽ có chỗ ngồi đẹp nhất, dành cho những thí sinh nào mà nhanh nhẹn để mà tìm vị trí cho mình. Ba chiếc ghế ngai vàng xin được phép. Thì trước mặt tôi đã thấy ba chiếc ghế ngai vàng đã có ba chủ nhân: thí sinh Gia Hơn, thí sinh VV, thí sinh Minh Tiết. Đây là ba thí sinh nhanh nhẹn với cuộc thi và ba thí sinh này sẽ phải nhịn đói tới ngày mai. Trời ơi, chương trình gì kỳ cục ghê. Cái cuộc thi là người ta chạy với mẹ thì kêu vô nhịn đói thì ai. Người ta xỉu rồi sao, có suất quay chương trình. Đây là cuộc thi Hoa hậu thân thiện chứ không phải là chợ thôi quốc. Không thì không chứ bà đói. Dạ rồi, ôi. Trời ơi, ta hoạt. Ta hoạt. Khi mà cái gặp cái hoạt gì hoạt này. Nguyên cái cú phụ chặn như cái chân. Thì con ơi, hôm nay sinh nhật của con hả? Con tên gì hả? Con tên Như Ý hả? Wow, tên đẹp mà người cũng đẹp luôn. Tên Như Ý thì bây giờ thì cô vui với cô Tiến với bạn sinh nhật cho con nha. Dễ luôn. Như Ý vô, Như Ý để tay nè. Đó đúng rồi. Như Ý thích màu hồng không? Ok. Ờ, Như Ý thả tim mình làm gì? Mấy cây rồi? Mình làm sao vậy trời? Không, mình định cái bánh kem lên để cho đẹp nè. Nhả nhả bánh kem của người ta. Đừng có làm vô dụng với cái tay. Mấy cây rồi? 7 cây chưa? Thì hôm nay là tuần hát giao lưu của em trai tên là Phan Gia Bảo. Phan Gia Bảo sẽ hát bài của chú Cô Vàng tên là Sài Gòn Hai Du. Sài Gòn nếu thiếu 400 triệu thì ai chưa? Quà tiền mà mấy giờ con đâu chứ bạn bè. Hey. Lúc con tiền chẳng biết sống giòn. Quà năm gì cho mình thì đóng tí chân đắng. Sao? Con đó thì không đó đi không đi học đi kêu con ơi. Con lại mẹ đi quay con cũng chúng quay hàng. Đâu có đời nào biết chiếc chữ nữa. Ủa bao nhiêu bạn bè thì đau đang hơn bông tối. Bao giờ hay quá. Dễ thương. Nhưng mà làm gì là phải học là trên hết nghe không? Con phải học giỏi nghe không? Còn phải thời gian mình nghỉ hè thì mình hát. Mai mốt nhận anh Cô Vàng làm sư phụ đi. Kêu anh Vàng chưa? Chú Vàng hay chú Vàng chú chỉ cho con hát nha. Dễ thương quá. Rồi. Gia Bảo Như Ý. Đứng cho đây. Xin mời Như Ý. Vui quá à. Trời mẹ vui sinh nhật của tụi con mày mẹ. Ai ai mẹ đâu? Mẹ mẹ đâu? Mẹ lên với con đi nè. Cô Tiến ra bài. Im lặng nha. Tụi con im lặng cho cô Tiến làm lễ nha. Mời đóng cửa đây chị. Thank you so much. Ok. Mỗi con của chúng ta sẽ có một ngày vui mừng đặc biệt. Và ngày hôm nay cũng chính là ngày vui mừng đặc biệt của bé Như Ý. Bởi vì ngày hôm nay bé chúng nó có thêm một tuổi mới, một niềm vui mới, luôn sống hạnh phúc trong tình yêu thương của ông bà và cha mẹ. Và để cái điều chuyện ngày hôm nay thì gia đình của chị Ngọc Thu có tổ chức một buổi tiệc thân mật tại McDonald's Gà Rán ngày hôm nay để tổ chức một buổi tiệc sinh nhật để kỷ niệm ngày bé Như Ý vừa tròn 7 tuổi. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ không có thời gian. Giờ mời bé Như Ý sẽ tiếp lại bánh kem của mình mà ba mẹ đã chuẩn bị sẵn cho con. Và con hãy nhắm mắt lại và ước cho mình một điều ước thật là đẹp trong cái tuổi mới hồng phẩm này ngon. Đó. Bây giờ con hãy nhắm mắt lại thành tâm nha, đợi cô Vivi đốt đến xong rồi con nhắm mắt lại. Đó, trong thời gian đó thì mọi người chúng ta sẽ cùng hát ca khúc Happy Birthday tới em nha. 2, 3, Happy Birthday to you. Happy Birthday. Happy birthday, 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 happy birthday
Có lời chúc gì không? Dạ thì hôm nay sinh nhật của bé Như Ý thì cô Phương không có chuẩn bị dấu bông gì hết. Nhưng mà hẹn con mà bữa nào gặp con quay đời cô Phương gặp cho con một dấu bông nha. Thì hôm nay cô Phương sinh nhật mày có cô Phương nha. Dễ thôi trời. Đó thì thêm tuổi mới cô Phương giúp cho bé Như Ý thêm tuổi mới nè. Học càng giỏi nè, ngày càng xinh đẹp nè. Sau này sẽ là niềm tự hào cho ba mẹ nha con nha. Yeah. Bây giờ ngày hôm nay sinh nhật của con hãy chọn một cái bánh mà con cảm thấy thích nhất trên đây và mình hãy ăn đi cái đầu của sinh nhật của mình nha. Đúng rồi, con cũng tiếp lời cô Phương và chúc cho con một tuổi mới nè, mau ăn chóng lớn nè, luôn ngoan ngoãn là ông bà cha mẹ nha, và sau này con sẽ là niềm tự hào cho gia đình. Dạ. Rồi Như Ý chọn đi, Như Ý chọn nào? Wow. Như Ý được không cô Tí lấy cho con. Giỏi quá. Em nhìn mình ra, lấy đi tí. Rồi, được rồi. Em chơi với mấy bé này vui rồi. Rồi, đi đẳng ăn và ngán chung với mấy bạn. Ok chị. Dạ. Ok con, dễ thương quá, con cảm ơn. Đó thì mong cả nhà, coi YouTube cả nhà hãy để lại những lời chúc tốt đẹp đến bé Như Ý nha cả nhà nha. Mọi người có thể comment là chúc bé Như Ý học giỏi nè, chúc bé Như Ý sau này xinh đẹp này kia kia nọ nè. Nói chung thì hôm nay là hữu duyên cả nhà ơi. Thì anh chị đây cũng thương tụi em, giống như là mưa gió tụi em ngồi hoài không có máy lạnh đó. Anh chị cũng nhường chỗ cho tụi em ngồi. Đó thì tụi em mới ăn là đáng xong rồi. Thì bây giờ là tới mấy bạn thì là một gia đình không thể thiếu tiếng cười của trẻ thơ. Đó, sự thiện nguyện của chính tụi trẻ thơ cũng đó minh chứng cho điều hạnh phúc của một gia đình. Dạ. Đó, và thì chúc cho cái ca điểm thiên thần nhỏ đây sẽ luôn luôn mang mãn nghe lời của bà cha mẹ và học hành thành tài. Và sau này tụi con khi lớn lên trưởng thành sẽ là những người con có ích cho xã hội và là niềm tự hào cho gia đình. Giỏi quá. Bye bye cả nhà nha. Bye bye mẹ. Dạ, cảm ơn mẹ. Bye bye mấy con nha. Học giỏi nha. Bye tụi con nha. Ủa, chị bạn có nghe nè.